Trời ơi trời, bởi vậy, bởi vậy tục sẵn. Tục sẵn cho. Trời ơi con lịch kìa. Ừ vậy đó. Trời ơi lịch nè các bạn. Không phải dễ ăn đâu nghe các bạn ơi. Ú. Hay trời. Hay trời. Trời ơi lên tôm cạn luôn rồi mẹ. Trời ơi. Hai con luôn rồi. Hai con luôn rồi. Hai con luôn rồi. Trời ơi, hai con tôm luôn rồi. Hay vậy? Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi quá trời ơi quá trời ơi trời ơi trời ơi kìa. Quá trời ơi quá trời ơi. Quá trời ơi lịch kìa. Trời ơi trời ơi lục bình quá trời. Trời ơi lục bình ác ôn. Ác ôn lục bình các bạn ơi. Đụng nó rồi. Lũ gì bắt nó đó. Ủa trời cá lóc hay vậy? Thôi trời. Trời ơi đụ hết nhắm ông đó lù lù không chơi. Ông đó lù lù không chơi hàng dữ không vậy trời. Cũng khiếp một lịch. Quá trời. Đây còn cá lóc. Ồ ôi cá lóc kìa. Cá lóc này sống lâu năm lắm rồi nè. Ôi lên đây bắt ơi. Cầm chết. Rồi để cho đi, để cho mở ra em coi. Ê. Trời cá lóc kìa. Thấy chưa? Con này cá trăm ngàn á. Hơn nửa ký rồi đó. Luôn à. Đây các bạn. Hoàn toàn bắt bằng tay không nha các bạn. Ở với lịch nè, nước ngọt nha, chứ không phải là đồ giống như Cà Mau Bạc Liêu nha. Đây là nước ngọt nha các bạn. Xong nước ngọt nha các bạn. 100% bằng tay không hết. Không tin luôn. Lần đầu trải nghiệm các bạn. Tuyệt vời. Con lịch nè. Khủng khiếp một lịch. Lô. Bắt mấy con bự bự gì lô. Này là đã bắt rồi nha bạn. Này anh Tiên đã bắt rồi, bây giờ bắt lại nó mới là nhỏ vậy nè, giống như là bự nữa. Này con lịch nè, lịch lấy đuôi nó gì nè, nó như mái chèo vậy đó. Còn lưng là nhọn. Mày ở trong Nguyệt mà nói gì vậy? Đã nè. Rồi vậy mà Nguyệt để bắt máy, Nguyệt hồi sáng ở chung mày. Cái số thượng đó á, Nguyệt á. Số thượng. Công tác bằng lịch các bạn ơi. Lịch chứ lương này là chỉ có cho biết là mằng là lẹ nhất à. Thấy gì chứ cũng nhiều lắm chứ bộ à. Nói 20 con là hết rồi đó. Quá trời. Lịch rồi là gọi là bự mấy con bự hơn vậy nè. Trời ơi bự nhiều lắm. Bự rất nhiều luôn. Nhỏ. Đó giờ chị thấy gì à? Câu là lịch ở nước mặn, thục lịch ở nước mặn ha. Giờ là thục lịch ở nước ngọt các bạn. Quá. Quá trời. À, món gì anh nói món gì? Rau ngổ hả? Này tao không có mũi, mũi nào. Nhấp cái mỏ tới bây giờ nó kỳ lắm. À. Cũng đang ảnh chút xíu nữa ngon. Để đầu luôn nha các bạn. Mấy con cũng đó rồi. Ồ, mang lương rồi, mấy con mang lịch đó kìa. Bò này là cũng anh Thiện bắt đây nha các bạn. Này gắn lãi không à. Này là soi đêm á các bạn. Soi băng đêm á, nó nằm trên cây á. Bắt nó.
Không lại này chị nước mắm mình tới tiền luôn. Nhìn người ta không thích chị nước mắm cái nó khô thịt quá. Ăn nó không còn cái vị thịt. Vẫn lột da xong vẫn ngon luôn. Nó chỉ tả không. Lo mặn rồi gột đi. Đấy, tới công chuyện luôn rồi mấy bạn ơi. Gắn lại chiên nước mắm nha các bạn. Nhức nách, nhức nách. Đây là trứng gắn nha các bạn. Trứng gắn lại nè. Chắc ngon lắm mà. Thiếu cái gì chứ cái này thiếu không được nha các bạn. Giờ này 1 giờ trưa. Lết xe bia, làm món xong là quất thì dừa các bạn. Quá ngon. Gắn lại chiên nước mắm nha bạn. Chiên kiểu này là chủ yếu mình không có giòn, ăn thịt nha bạn. Còn chiên mà dầu nhiều, mỡ nhiều là chiên nó giòn gụm luôn, là ăn nó mất đi cái mùi thịt của gắn. Hết ngon. Nhưng mà mỗi người mỗi ý nha. Đây vàng lên là bao đẹp luôn. Lịch âm rau ngổ nha các bạn. Món này là món độc quyền. À là phân nửa vậy nè. Đây là rau ngổ các bạn. Nhà quê mới có đây nha. Nhà quê mới có món này thôi. Thành phố là có kiếm món này. Giác thứ cốt. Rau ngổ nè. Cái tôi lật xong mà biết cái mình sao à? Có mình sao à? Đây, thành món nha các bạn. Gắn lại chiên nước mắm. Con ngổ lên. Rồi để lịch lên. Lịch dòm nhức nách quá ta. Để lịch. Rồi. Lịch. Rồi, ok. Rồi đắp ngon ngổ lên. Rồi mới đổ nước dừa vô ăn. Không công phu gì mấy nhưng mà giờ mình chắc ngon các bạn. Đây là nước cốt dừa. Chế lên rồi mới nêm nếm anh. Chế nước cốt dừa lên rồi. Chắc cần nếm 4 phút khóa luôn rồi á. Nêm ăn mặn thì nêm mặn, nêm ăn ngọt thì nêm ngọt nha các bạn. Nêm sau nêm à. Món này lần đầu mình được ăn luôn. Đây là gắn với chuột cống nhum các bạn. Nó mấy cục này là chuột cống nhum nè. Ảnh thui rồi nè, giờ ảnh chiên luôn. Chuột cống nhum mấy bạn giờ mới đùi rồi, chà bá luôn. Quá ngon các bạn ơi. Đây mấy bạn. Giờ mới hơi bị bán rồi đó nha. Chắc này lâu lâu chút cho trứng nó chín nè. Nhà lâu lâu cho trứng nó chín nè. Đó, mời tới mấy bạn ơi. Mời tới. Mời đồng em. Vô vô nè. Mấy đứa cỏ trắng nó xỉu. Nếu hai vụ đó sao rồi em tế đậu dạ. Cái vụ đó sao rồi? Vụ hai cộng đó. Hoài luôn. Đủ mẹ nói rồi đó nha, để hà để gì cho nhậu nha. Không ăn này nè. Lịch mới ăn, lương không ăn nè. Lịch nè. Lương đâu ra? Bắt lương. Bắt nhân không? Bắt nhân. Ngon. Bắt lương. Dạ. Ăn đi, con ăn đi. Mình đi bắt lịch, mình ăn lịch kêu lương, bắt lương thì chứ. Chán thiệt chứ. Sao không hiếu? Đồ đồng nó dai ngon cái mà. Đúng vụ vậy hai cộng vậy đó. Lịch rất mặn. Đồ mẹ hả mày chứ không phải. Lấy cái nón đồ quài vậy đó. Nhục nó ra đâu rồi? Nó nhục bắt mẹ luôn rồi. Nó tiêu mà bữa gì nó tiêu áo luôn. Bắt cái áo luôn.
qua bên trên bắt nhiều hơn bên đây, tại vì dạ, bên kia nó cạn bỏ bãi nhiều hơn, vô bóc nhiều à, lắm. Bên kia nó cạn hơn, cũng phải nhỏ hơn, cũng phải đầu tư đi nha. Giờ sáng có đem theo đó mà. Xã nó giận. Mà đang đâu mà thấy bắt nhân vậy? Đâu rồi? Bởi vậy nó lượt xã, mày giận tao đâu chịu. Ủa, công nhâm ạ. Công nhâm mấy bạn ơi. Còn da luôn rồi. Đâu rồi, lột da rồi. Hồi nãy em lột da thôi. Vậy đó không? Trời trời, có da nè. Da mình lột rồi, mình giam nha. Giam rồi mấy trà. Mày giận nó nữa hả? Thôi. Trời ơi, thôi. Nó nói là thôi. Nó hả? Vô vô. Nó. 1, 2, 3, vô. Chúc mừng bữa nay mình có lột thắt. Cái đó nếu mà bình thường, da biết ăn mới làm thôi. Chứ còn bình thường ta lột da.